Hello, xin kính chào toàn thể các bác nhé. Tiếp tục ngày hôm nay thì một clip vui vui tí, mang tính chất cà khịa. Các bác ngày xưa mà bán hàng cho những gọi là siêu thị điện máy gì đấy mà bán không có tâm nhá, thì hôm nay cà khịa nhá. Hôm nay em sẽ nói về cái chủ đề là tại sao ngày xưa loa rõ là đắt tiền mà nhìn trông rất là cùi. Đây là cặp 725 em có thanh lý lại của một số các bác khách làm mà nắp ở trong những kiểu như là phòng trà, quán bar hoặc là những dự án như là kiểu nhà hàng tiệc cưới. Thì đây, chiếc này em vừa tháo ra, vừa có đánh thử. Đánh công suất không lớn lắm, các bác nhìn này. Thấy không? Vẫn còn khói nó thụt ra, thụt vào này. Nhìn kỹ là thấy này. Đấy. Ngửi mùi thơm lắm các bác ạ. Thơm thơm kiểu mùi khói. Này, sẽ quay kỹ cho các bác xem nhá. Thấy không? Vẫn còn khói không à. Đấy. Vừa dùng con đẩy kia có 800W thôi. 800 thì ở 8 ôm, 4 ôm là 1500. Đây là cặp loa ngày xưa mà các bác kêu là hoành tráng đây. Mua mười mấy triệu đây. Ngày xưa năm 2010, 2011. À đâu, 2013. 2013 bắt đầu mới ra 725. Cái này hình như là 2014 người ta mua ấy phải. Thì đến bây giờ là 2022 rồi. Mà đây ngày xưa là các bác mua 18 triệu. 18 triệu hoành tráng này, khiếp không? Bông phân tần này. Này, phân tần người ta câu dây như người nhẹ này. Đấy. Dây Trần Phú này, hàng này đã sửa, được sửa lại khá là nhiều rồi nhá. Bát đây từ 156 côn 63 và tép là côn 44, tép là cũng kinh luôn. Đấy, cụ tép thì được cái là thép từ nó rất là dày, đời đầu mà. Thép từ của nó rất là dày này, dày này, dày này. Đấy. Còn chơi thêm cả cái đế nối này nữa. Nên là clip vui nhá, không có mang tính chất cà khịa mạnh gì đâu, nói vui thôi. Ngày xưa tại sao loa người ta làm xịn thế nhỉ? Đấy. Thế này mà vào trong nhà hàng tiệc cưới được nhá, mà bán giá là 16 như 18 triệu ngày xưa là mà cách đây từ 2014, gọi là 2015 cho lịch sự đi. Từ sáng giờ nói hình nhiều các bác thông cảm. Từ 2014, 2015 mà đến đây bây giờ. Đấy. Mà củ loa các bác nhìn này. Củ tép đây, đây là củ tép này. Đấy. Rất là hoành tráng luôn. Em chưa từng thấy cái loa gọi là 725 2340 nào mà nó kinh như này. Đấy. Trông nó khiếp này. Cái này mà ngày xưa là 16 hay 18 triệu đôi này này. Sự thật 725 ngày xưa nó hoành tráng nhỉ. Bây giờ có tiền mua 18 triệu mà các bác mua mà không để ý là cũng ăn đòn như bình thường. Này mở ra củ loa nam châm nó còn to hơn này tí thôi. Đấy, cứ tin tưởng cửa hàng này cửa hàng kia. Bên em nói thẳng nhá, rất là quan trọng chất lượng. Làm cái gì thì làm, chất lượng là đứng lên trên đầu nhá. Đấy, nhưng mà ngày xưa mà các bác mà buôn như này, nếu mà ngày xưa nhập cái này từ Trung Quốc về chỉ tầm 9 đến 10 triệu. Sau đó là bán gấp đôi tiền vào dự án công trình nhà nước. Cái là thôi xong, các bác ăn đủ. Đấy, cũng là gọi là một video bóc phốt hơi nhẹ tí nha. Đấy. Rất nhiều đơn vị, rất nhiều các chỗ người ta đi nắp mà công trình nhà nước hóa đơn đỏ đồng hòa mà loa không đâu đâu cả. Dàn máy thì ối rồi ôi. Chủ yếu là hối lộ cán bộ. Sau đầu là nót tay trên tay dưới, bán được chia nhau mà ăn. Bên em thì bán thở, hàng có sao thì nói thế, nhập Trung Quốc là nói nhập Trung Quốc, còn nếu không thì nói là hàng Việt Nam. Bán thì cũng nói luôn, chứ không có kiểu là giấu giếm, không có kiểu là nói kiểu này làm kiểu kia đâu, không có nói một đằng nào đâu. Đây là củ tép này. Củ tép này chơi kiểu tép bắt ốc. Đấy. Thì bây giờ em sẽ tháo cái ốc củ tép này ra cho các bác cùng xem nhé. Xem là tép này nó hoành tráng như thế nào. Mà ngày xưa là từng này tiền, không phải ít tiền đâu. Ngày xưa mua được đôi loa nó cũng gian nan vất vả lắm. Ngày xưa các bác để ý là những năm 2009, 2010 loa karaoke gia đình còn cực kỳ là hiếm, chủ yếu là những đơn vị công ty Việt Nam sản xuất thì là có thôi. Đây, ốc tép đây. Còn đây là cái côn của loa tép đây. Đấy. À, côn thì còn khá đẹp. Cái gì này?
côn còn dinh ôm dẹt cơ. Kinh nhỉ. Các bác cùng xem nhé. Tép thì lại coi côn dinh ôm dẹt được. Con tép này được. Con bát thì không làm gì. Bát thì thôi. Em sẽ mở tiếp cái chiếc này ra. Tí này táo thắng bằng mũi khác rồi. Rất là khó tháo. Được rồi, này lần nữa sẽ tháo sau các bác ạ. Tháo ra được con nào thì tháo được phần. Lần nữa sẽ tháo lại. Đấy. Sau ngày xưa mà các bác mua loa này vui tính thích nhỉ. Mua không biết thế nào. Hay là ngày xưa không có đồ để mà kiểm tra, không có đồ mà so sánh. Ngày xưa có khi là những cấu hình như này là hoành tá tràng lắm rồi. Đấy. Mà mua tận gần 20 triệu một cặp. Những cái này thì giá này chỉ vào có dự án hoặc là những chỗ nào nó sang trọng thì mới được giá cao thôi, chứ còn nếu mà bán cho mấy bác làm đám cưới đánh không được một đám đã chết rồi. Đánh không được một đám cấu hình này. Em vừa nãy em mở có một tí thôi, không có mở to, mở nó vừa vừa nghe thôi. Em nghe một cái, một bên thì không thấy tiếng bát, thấy mỗi tiếng tép thôi. Đấy, còn một bên thì nghe tiếng bát nhưng mà tiếng tép nghe rất là kém. Thì cặp này là xử lý lại, sau đó là các bác nào mà có quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Cặp này thì em không báo giá đâu, đây là chia sẻ vui thôi. Thực ra cặp này nó có khách lấy rồi nên là cũng đăng video chơi chơi thôi, chứ còn là sau bác chủ bác bảo là xóa video này em phải xóa thôi. Đây là video review nhanh nhá, còn cái cặp này thì em không test tiếng đâu. Ngày xưa mà loa nó hoành tráng thế nhỉ. Đấy, ok, các bác nào xem tham khảo thì xem nhá, có khen chê đủ chiều, khen chê như nào thì tùy. Các bác khen em là cái đôi này tốt, chú giữ lại mà dùng, chấp nhận nhưng em không bán. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip này.